thì góc phủ của loa nó vẫn đảm bảo đầy cho hai hàng ghế mà mình không sợ bị mất hiệu ứng nhiều. Đó cũng là một lợi thế cho cái mẫu loa tam diện này. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Thiên Vũ Audio. Và mình là Thành, là một chuyên viên tư vấn về các sản phẩm hi-fi và cũng như là xem phim cho khách hàng. Thì ngày hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng mình cùng nhau thảo luận về một đề tài, đó là chọn loa surround trong hệ thống loa xem phim tại nhà. Nói về đề tài này thì thật ra trong những video gần đây, Thiên Vũ mình cũng đã nói rất nhiều về lựa chọn loa surround trong những clip mà mình giới thiệu về lắp đặt và cũng như những công trình mà Thiên Vũ bàn giao cho khách hàng. Thì thật sự ra có những anh chị cũng tinh ý là trong những phân đoạn mà bên mình quay á, sẽ quay lia gần những phân đoạn lắp đặt và cũng như là lo á, thì anh chị thường gọi điện đến và đặt câu hỏi là Thiên Vũ ơi, mình cũng đang muốn làm hệ thống xem phim nhưng mà không biết là lựa chọn loa surround như thế nào. Tại vì hiện nay thì loa surround thì mọi người có thể chọn là loa bút xe như thế này và loa tam diện như thế này. Thì video này mình sẽ phân tích cũng như là đánh giá về ưu nhược điểm của hai dòng loa như thế này để mà chúng ta làm loa surround trong hệ thống xem phim. Thì đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa như thế nào gọi là âm thanh surround. Thì âm thanh surround theo mình nghĩ được định nghĩa là nó tái tạo âm thanh không gian xung quanh vị trí người ngồi, mà sao cho khi mà chúng ta coi những cái thước phim trên màn hình về những hiệu ứng thì nó sẽ tái tạo chính xác nhất về những hiệu ứng đó, dù cho ở phía trước, phía sau hay là bên hông, bên trái, bên phải gì đó thì nó sẽ tái tạo một cách chính xác nhất. Thì theo định nghĩa như thế thì thường hệ thống âm thanh surround thường dùng cho những hệ thống như là 5.1, 7.1 hoặc là những cái hệ thống tiệm cận mới nhất gần đây như là 7.1.2, 7.1.4 vân vân. Thì các mẫu loa mà hầu như bên mình cũng như là những đơn vị khác thường hay giới thiệu về những cấu hình 5.1 hoặc là 7.1, thường là chúng ta sẽ thấy loa surround là thường sẽ có dạng là hình bookshelf đặt bàn như thế này và loa tam diện như thế này. Thật sự ra thì nói về lựa chọn loa làm thế nào để cho phù hợp thì tùy vào nhu cầu của mỗi khách hàng cũng như là cái vị trí lắp đặt như thế nào và cũng như là cái sở thích của mỗi khách hàng như thế nào mà chúng ta có thể lựa chọn một cách phù hợp. Thì mình cũng sẽ phân tích một chút xíu về hai mẫu loa này. Thứ nhất, nói về loa bookshelf như các bạn thấy đây, thì đây là mẫu loa bookshelf đặt bàn với thiết kế khá là quen thuộc rồi. Thì đó là một cái loại dạng loa theo thiết kế kiểu hình hộp như thế này. Nói về ưu điểm á, khi mà chúng ta lắp đặt một hệ thống phim sử dụng loa này làm loa surround thì chúng ta thường á là chúng ta sẽ dùng chân loa và đặt, nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác khá là trực quan về một cái cấu hình phim, nó sẽ ở bố trí loa ở vị trí bên hông, phía sau. Chúng ta có những cái nhìn rất là trực quan về một hệ thống xem phim tại nhà. Nhưng mà thật sự ra đối với những mẫu loa như thế này thường sẽ có những điểm bất tiện khá là nhiều. Thứ nhất, đây mình sẽ phân tích cho các bạn xem về thiết kế nha. Thì thường á, những loa như thế này về mặt trước và mặt sau nó khá là liền lạc như thế này, và hầu như là chúng ta sẽ không có bất cứ cái bộ phận nào khác để mà chúng ta hỗ trợ về trong phần thi công lắp đặt. Trường hợp mà nhà một số khách hàng lại không muốn đặt chân vì nó sẽ bị vướng không gian cũng như là bị mất quá nhiều không gian khi chúng ta bố trí một hay hoặc là nhiều hơn số lượng lo trong phòng, thì bắt buộc chúng ta phải treo lên. Và treo lên thì như các bạn có thể thấy đây, hầu như là chúng ta không thể nào có cách nào để mà chúng ta treo lên được, và chúng ta sẽ dùng phương án đó là chế bát, giống như là chúng ta sẽ làm một cái kệ chúng ta đặt lên. Nhưng mà bản thân đó thì nó sẽ là những phương án gọi là chữa cháy thôi. Khi mà chúng ta đưa ra thực tế thì thứ nhất là nó sẽ nhìn nó rất là thô, vì nguyên một cái lo rất là bự như thế này mà các bạn treo lên thì cảm giác nó rất là thô. Ngoài việc thẩm mỹ nó sẽ không có ra, thì thứ hai về mặt âm thanh, khi mà chúng ta treo lên thì thường ở những hướng lo thường thì những cái góc đánh của những con lo này thường là sẽ có bị hạn chế về góc phủ. Đa phần thì các bạn sẽ hiểu là lo sẽ có một góc phủ, nó sẽ phủ rộng hay là hẹp tùy vào cấu trúc lo. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta đặt cố định lên một cái kệ hướng thẳng như này thì nó sẽ cũng ảnh hưởng khá là nhiều về mặt chất lượng âm thanh. Kế tiếp về phần thi công lắp đặt, thì khi mà chúng ta thi công lắp đặt trong trường hợp mà chúng ta
dùng mẫu loa này để chúng ta đặt chân thì có một số vấn đề nó sẽ phát sinh như là đi dây. Thường á, thì khi lắp đặt á, thì những khách hàng của Thiên Vũ thường thích là dây hoặc là những cái gì liên quan á, nó sẽ được ẩn đi hết, giấu đi hết một cách đẹp nhất, và chúng ta sẽ không có muốn thấy bất cứ một sợi dây nhợ nào nó sẽ đưa ra ngoài. Thứ nhất là nó sẽ mất không có thẩm mỹ, và thứ hai nhìn nó hơi lượm thượm một tí. Và đối với mẫu lo này thì sau khi mà chúng ta đặt chân á, thì thường vấn đề mà đi dây rất là khó, tại vì chắc chắn một điều là chúng ta phải đi nổi và nó sẽ bị lộ dây. Đó cũng là một nguyên nhân mà Thiên Vũ ít có dùng mẫu lo này để mà chúng ta phối ghép cho hệ thống lo xem phim. Thường nha, thường thì mẫu lo bút xeo như thế này Thiên Vũ sẽ ưu tiên thứ nhất là dùng cho lo phong, trong trường hợp những cái phòng ngủ, phòng diện tích mà nó vừa thì mẫu bút xeo này chúng ta đặt bàn làm lo phong là ok, hoặc là lo nghe nhạc thôi. Thì về cách bố trí thì mọi người có thấy là chúng ta đặt lên bàn, đặt lên kệ mà trong cái phạm vi chúng ta chấp nhận được, thì nó thứ nhất là nó vẫn đẹp và chúng ta vẫn có thể là control được những cái mà vấn đề mình nói như là đi dây mọi thứ. Trong hệ thống nghe nhạc thì thường dây thường nó cũng không có nhiều, và thường chúng ta cũng dễ dàng giấu hơn so với đi một hệ thống dây mà phải lùa qua chằng rồi đi xuống tường mọi thứ. Kế tiếp thì các bạn có thể thấy đây, đây cũng là một mẫu lo bút xeo nhưng mà thiết kế là tam diện. Thì mẫu lo này cũng là thương hiệu monitor nha. Thì mẫu lo này điều đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy đó chính là thiết kế của nó đây. Nó sẽ có hai hướng lo tùy theo kiểu lo nha. Thì đối với lo này thì sẽ có một củ bass ở đây và hai củ jack hai bên. Rồi có một số mẫu khác nữa như clip đi thì nó sẽ hẳn là hai bên như này luôn, và bass jack nằm hai bên tách biệt như này luôn. Và chúng ta sẽ nhìn tổng quan qua về cấu trúc bên ngoài của cái lo này. Thì đây, mọi người có thể thấy, thứ nhất là lo nó sẽ có hỗ trợ về cái phần treo. Đây mọi người thấy rất là trực quan nha. Thì thường chúng ta thi công á, khi chúng ta mà lắp đặt thì treo rất là dễ rồi. Chúng ta khoan hai vít bắt hai bên và chúng ta máng lên thôi là nó rất là gọn. Và phần dây á, nhất là phần dây thì chúng ta có thể đi âm trước ngay từ lúc mà chúng ta có dự định là làm một phần phim. Thì chúng ta có thể là đi âm đó, chúng ta đi âm trong tường sẵn rồi thì chúng ta chừa một khoảng vô đây thôi, một khoảng gì vô đây thôi vừa đủ để chúng ta bắt vào cái bát của nó như thế này đó, và mà mọi thứ nó sẽ giấu phía sau luôn hết. Thì nhìn từ xa, nhìn bên trái bên phải gì mọi thứ thì chúng ta sẽ không thấy dây. Và thứ hai nữa mà mọi người thấy cái mẫu nó này nó khá là gọn, chúng ta treo lên thứ nhất á, là nó sẽ gọn gàng, thứ hai là nó cũng sẽ thẩm mỹ, tại vì tùy theo thiết kế của mỗi nhà. Ví dụ như tông nhà của mọi người là chọn tông hiện đại thì chúng ta sẽ chọn màu trắng đen như thế này, hoặc là những cái tông màu theo hướng gọi là cổ điển một tí, tông nâu gỗ chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ có những cái mẫu lo nó phù hợp với tông màu. Về mặt nội thất và thiết kế thì nó sẽ không phá đi nhiều về thiết kế ban đầu của mình, nó sẽ có thể là nó sẽ bổ sung thêm về những cái chi tiết nhỏ trong cái phần trang trí trong ngôi nhà, và cũng như là đảm bảo cho chúng ta có thể lắp đặt dễ dàng cho một hệ thống xem phim tại nhà. Và còn một điều nữa mà mình cảm thấy chúng ta nên sử dụng mẫu lo này để mà cho hệ thống xem phim. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta lắp hệ thống 5.1, 7.1 đi, thì đối với những trường hợp mà chúng ta ngồi ở vị trí gọi là theo cái hướng là hướng dọc của căn phòng á, hướng hay chiều dài của căn phòng á, thì con lo này nó sẽ đánh cốt phủ cho nó đều hơn. Hoặc là trường hợp chúng ta ngồi hai hàng ghế, ví dụ như sẽ có một hàng ghế trước và sẽ có một hàng ghế phụ ở phía sau, thì con này nó sẽ đáp ứng tốt. Mình sẽ ví dụ nha, khi chúng ta đặt một cái vách như thế này thì đối với hàng ghế trước ở đây, hàng ghế sau ở đây đó, thì góc phủ của lo nó vẫn đảm bảo đầy cho hai hàng ghế mà mình không sợ bị mất hiệu ứng nhiều. Đó cũng là một lợi thế cho cái mẫu lo tam diện này. Thì thật sự ra thì trong những cái phân tích của mình thì mình sẽ không có đánh giá là mẫu này sẽ hay hơn hoặc là cái mẫu này sẽ hay hơn. Về mặt âm thanh, bản chất của loa surround thì hai mẫu này có thể đáp ứng giống như nhau, nhưng mà mọi người lựa chọn về cách thức và phương diện mà sử dụng thì hai mẫu này hầu như là khác nhau hoàn toàn. Đây là những cái chia sẻ ngắn của mình về sự lựa chọn loa surround trong hệ thống loa xem phim tại nhà.
thì mọi người có những cái góp ý hay cũng như là những kinh nghiệm nào hay thì có thể comment ở phía dưới để chúng ta có thể trao đổi và thảo luận thêm, để cho xây dựng lên một cái cộng đồng xem phim giải trí nó dễ dàng hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngắn này. Nếu mọi người thấy nội dung hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái buổi chia sẻ ngắn như thế này, và cũng như về những sản phẩm mới, những công trình lắp đặt mà Thiên Vũ muốn chia sẻ cho mọi người tham khảo. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.